Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Gamefinity. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án về game NFT. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là dự án này khả năng là nó sẽ có airdrop cho những cái người mà các bạn chơi game ha. Thì như trên website của mình, các bạn sẽ thấy là mình vừa đăng một cái thông tin về cái dự án game Obabi Game. Thì đây là một cái nền tảng về Web3 Gaming, thì nó đã raise được khoảng hơn 6 triệu đô. Và trong cái nền tảng này, nó có một cái con game đầu tiên của nó chính là cái con đua xe ha. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào cái trang chủ của nó. Thì đây là một cái nền tảng về game, nó sẽ có khá là nhiều game á, nhưng mà con đầu tiên của nó sẽ là cái con game đua xe như thế này. Đó. Một lát nữa thì chúng ta sẽ chơi và mình sẽ hướng dẫn cho bạn chơi ha. Rồi, thì cái con này khả năng á, là nó sẽ có airdrop. Các thông tin về NFT nè, về token, nó hiện tại nó chưa có public hết ra bên ngoài, nhưng mà nó vẫn có làm ha. Đó, rồi đầu tiên thì các bạn hãy truy cập vào website của nó, và sau đó các bạn chỉ cần tạo một cái tài khoản, rồi các bạn đăng ký email để mà các bạn tham gia cái phiên bản chơi trước của nó ha. Sau đó các bạn tải về thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Rồi thì các bạn chỉ cần download nó về máy tính của bạn thôi, rồi sau đó các bạn nhấn play thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Thì khi mà các bạn đua top cái thứ đó, thì khả năng cao sau này nó sẽ tặng thưởng các thứ cho các bạn ha. Rồi ở đây thì mình sẽ nhấn play để mình hướng dẫn cho các bạn chơi. Và trước khi các bạn bắt đầu chơi ấy, thì chúng ta sẽ cần lưu ý một chút nữa, đó chính là các bạn hãy quay trở về cái giao diện mà các bạn đã download cái game này về rồi ha. Các bạn chọn vào cái phần profile. Và sau đó các bạn hãy kết nối cái profile của các bạn với lại cái tài khoản Discord của bạn tới tài khoản Twitter của bạn ha. Thì những cái này á, khi mà các bạn vào Discord á, các bạn sẽ lấy được những cái role ở trong cái group Discord của họ ha. Ok, thì sau khi mà các bạn đã rồi là chúng ta đã connect xong rồi thì các bạn có thể bắt đầu vào game chơi. Rồi như ở đây của mình á, là đầu tiên ha, các bạn sẽ thấy có một giao diện như này. Rồi ở đây là cái phần mà chúng ta sẽ thấy được là những cái nhân vật của chúng ta, những cái nhiệm vụ nè. Đây ha, những cái cấp độ của chúng ta. Ở đây thì nó sẽ có khá là nhiều những chế độ chơi đó. Rồi thì ở đây các bạn có thể là chọn những chế độ chơi theo cái sở thích của các bạn ha, hoặc là các bạn chơi để mà cày những cái nhiệm vụ bên đây ha. Nó sẽ yêu cầu là các bạn chơi ở những cái chế độ nào thì các bạn sẽ cố gắng hoàn thành những cái nhiệm vụ đó. Tiếp theo là về phần hero, thì những cái này á là sẽ là những cái con nhân vật của các bạn sẽ mặc định á, là các bạn sẽ có những cái con như này ha, các bạn có quyền chọn thay đổi theo thích của bạn. Rồi, tới đây là những cái phần những cái xe của bạn ha. Ở đây là những cái con pet, nhưng mà hiện tại là mình chưa có pet. Những cái emotion cái thứ thì nó sẽ nằm ở đây. Rồi, về cái phần shop này thì hiện tại là mình cũng chưa mua, nó chỉ là những cái skin bên ngoài thôi ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Ngoài ra thì các bạn có thể là thêm bạn bè của bạn vào chơi ha. Ở đây thì mình chưa có thêm bạn với ai cả, cho nên là mình sẽ chơi một mình. Thì trong cái game này hiện tại có rất là nhiều người chơi. Thì khi mình nhấn bắt đầu á, mình sẽ chơi với lại rất là nhiều người khác đang ở trong cái server này ha. Thì một trận đấu trung bình là sẽ có khoảng 12 người chơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đợi 12 người vào đủ một cái game thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi với họ.
Ok, như vậy là vòng đầu tiên thì mình đã về nhất rồi ha. Thì chúng ta sẽ cùng đợi để mà chơi những cái vòng tiếp theo. Lần này thì mình chỉ về ba thôi ha. Okay. Thì mình sẽ đợi để mà chọn cái map kế tiếp để chúng ta chơi. Tại vì chúng ta chơi chế độ này nó sẽ có rất là nhiều vòng chứ không phải là đua xong một vòng là sẽ hết ha. Rồi như ở trên màn hình của mình đó, là bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vote cho những cái map để mà chúng ta muốn chơi tiếp ha.
Ok, như vậy là mình chơi cái trận này thì mình đã thắng rồi ha, do điểm của mình cao nhất trong tất cả 4 vòng đua. Và các bạn thấy nha, mình được là 49 điểm, cao nhất trong cái bảng này thì mình đã thắng rồi ha. Đây là những cái phần kinh nghiệm nó sẽ cộng cho mình khi mình thắng. Thì khi các bạn đạt thắng á, các bạn sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm hơn. Còn nếu như các bạn ở cái vị trí nó thấp hơn thì các bạn sẽ chỉ nhận được rất là ít thôi. Ok, như vậy là trong video này thì mình đã giới thiệu cho các bạn sơ qua về cái nền tảng game là OPP Games. Thì các bạn có thể đua để mà chúng ta leo lên cái bảng xếp hạng. Thì cái bảng xếp hạng thì các bạn sẽ có thể xem ở đây ha. Mình sẽ để cái link này ở bên dưới phần mô tả video để mà các bạn có thể click vào xem cho nó dễ luôn. Ở đây thì nó đang bị lag một tí ha, nó chưa có xuất hiện được. Đây, thì các bạn thấy là có khá là nhiều người đang chơi. Ở đây nó chỉ xếp hạng có 100 người đầu tiên thôi ha, còn những người mà đang ở top dưới 100 ấy, cũng rất là nhiều. Rồi, thì các bạn có thể thấy là một số người họ sẽ cho các bạn xem được cả tài khoản X của họ, tài khoản Discord của họ và cả một vài cái là bên nền tảng Steam ha. Rồi thì đánh giá của mình đây là một cái nền tảng khá là ok, game được làm ra cũng rất là bài bản và về cái phần thông tin NFT cũng như token á thì do là đội ngũ của họ vẫn chưa có public ở bên ngoài. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà nó đã công bố ra thì nó sẽ rất là hào hứng cho nhiều người chơi ha. Do là cái game này mọi người sẽ tập trung vào là play for fun, tức là chúng ta sẽ chơi nó vì niềm vui trước đã. Còn cái việc là NFT hay token đầu tư cái thứ á, nó sẽ là những cái yếu tố đi kèm phụ theo sau. Rồi về những cái thông tin về cái nền tảng OPP Games thì các bạn có thể xem ở trên blog Gamefinity. Thì các bạn thấy ha, ở đây nó raise ở năm 2023, tức là nó mới raise do cũng khoảng 1 năm trở lại đây thôi. Nó cũng không phải là 2021, 2022 ha, tức là dự án này là một cái dự án mới và nó còn tiền để hoạt động đó. Và những cái investor, những cái quỹ đầu tư, những cái VC vào á thì các bạn thấy là đa phần là thiên về game và họ là những cái tổ chức làm về những cái dự án rất là lâu dài ha. Rồi thì con game này hiện tại chơi cũng khá là đơn giản và các bạn sẽ nên rủ bạn bè vào chơi để mà chúng ta có thêm nhiều niềm vui và có nhiều người để mà chúng ta thảo luận hơn. Ở Việt Nam thì mình thấy hiện tại cũng chưa có nhiều cộng đồng về con game này. Thật ra cũng có vài chục người thôi, nó cũng không có đông lắm ha. Nhưng mà ở khu vực Asia của chúng ta thì có khá là nhiều đó, khoảng là vài ngàn người đang chơi mỗi ngày ha. Rồi thì mình sẽ tạm thời kết thúc cái video ở đây. Và nếu như các bạn có những cái thắc mắc gì về cái dự án game này thì các bạn có thể là comment ở bên dưới cái phần video này, hoặc là các bạn tham gia vào cộng đồng của Gamefinity thì link tham gia mình sẽ để bên dưới phần mô tả video. Nếu như các bạn có cái gì mà các bạn cần hỏi hoặc là cần thảo luận thì các bạn có thể là nhắn vào trong cộng đồng ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.